Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học loạt bài của chúng ta, đó là chuyển mình để thành công. Lãnh đạo cần chuyển mình để thành công, chứ đừng có đâm ì đó. Rồi mà chúng ta muốn thành công là chắc chắn không thành công. Khi chúng ta làm lãnh đạo rồi á, ai cũng muốn mình thành công hết trơn á, chứ không ai muốn mình thất bại. Nhưng vì cớ chúng ta không có xác quyết và không có hiểu biết, có rất nhiều người thích làm lãnh đạo nhưng mà không có thích thay đổi. Mà nếu chúng ta không có chịu thay đổi thì chắc chắn là chúng ta 10 năm, 20 năm rồi chúng ta cũng y chang vậy. Và chúng ta học để chúng ta nhận biết và chúng ta cần phải thay đổi. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã học, chúng ta đã nói về một số điều liên quan vấn đề người lãnh đạo á, cần phải bước đi hay là sống một đời sống thánh khiết. Để mà bước đi trong sự thánh khiết là mỗi ngày anh em chúng ta phải bước đi trong một cái tiến trình nên thánh. Nên thánh đó là một cái tiến trình. Chúng ta cũng đã nói ra ba cái giai đoạn để nên thánh. Một trong cái kẻ thù mà nó ngăn trở chúng ta để làm cho chúng ta rất là khó cái sự thành công, đó là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đây là ba cái kẻ thù nó ngăn trở rất là lớn trên lãnh đạo, đặc biệt là người hầu vị Chúa đó. Nếu anh em không có thắng được xác thịt, không thắng được cái tinh thần của thế gian thì rất là khó mà chúng ta có thể trở thành người thành công. Và ma quỷ nó là kẻ đứng đằng sau xác thịt với thế gian á. Nghĩa là anh chị em cậy ơn Chúa, cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt mình. Và để đắc thắng được ma quỷ, đắc thắng được những cái điều đó đó, thì chúng ta đã nói về một vài điều liên quan đến đề sự cầu nguyện. Lãnh đạo chính mình lòng phải là cái người cầu nguyện, và chúng ta cũng cần phải có những người khác để cầu nguyện chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta nói về một cái sự cầu thai. Nói về sự cầu thai ở đây thì có hai bước. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu số 16 và Ê-si-chiên đoạn 22 câu số 30. Ê-sai đoạn 59 câu số 16 và Ê-si-chiên đoạn 22 câu số 30. Ngài thấy không có người công chính nào cả, và Ngài ngạc nhiên vì không ai khẩn cầu. Ngài dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến với sự công chính của người hỗ trợ, của Ngài hỗ trợ. Cái ý nghĩa của cái sự cầu thai theo cái đoạn kinh thánh này á, là chúng ta thấy rằng Chúa đó muốn tìm hiểu, muốn tìm kiếm những người có tấm lòng cầu thai. Có nghĩa là Ngài thấy không có người công chính nào cả, và ngạc nhiên không ai cầu khẩn. Ngài ngạc nhiên khi thấy không có ai khẩn cầu Ngài. Có nghĩa là ở trên trời Ngài khao khát đang tìm kiếm những người có cái đời sống cầu nguyện. Như vậy cái từ cầu thai á, theo cái nghĩa cái từ Latin á, đó có nghĩa là xen vào, quấy gầy hay làm trung gian hòa giải. Quấy gầy có nghĩa là sao? Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi mỗi người hầu vị Chúa phải quấy gầy. Quấy gầy cái kẻ kế hoạch của Satan. Khi nó muốn phá hủy hội thánh á,
Thì hội thánh cầu thai và cái sự cầu thai của chúng ta làm cho cái kế hoạch của ma quỷ nó bị ngăn trở, hoặc là cái kế hoạch của nó bị phá hủy, và nó sẽ dừng lại, nó không thể nào hành động được. Cầu thai chúng ta nói rằng nó là chen vào. Nhiều khi chương trình của nó đang dành như vậy nhưng mà chúng ta xen vào. Thí dụ nó đã có một cái chương trình nó làm cho một người hay người nào đó vấp phạm, thì anh em cầu thai là chúng ta phải cầu nguyện để xen vào, để ma quỷ nó phải dừng lại, nó không thể nào nó phá hủy hoặc là ngăn trở anh em chúng ta, hoặc là làm cho anh em chúng ta mất đức tin. Như vậy cái ý nghĩa thứ nhất, cái đầu cầu thai có nghĩa là đứng giữa để làm thay đổi hướng đi của các sự kiện. Cầu thai có nghĩa là đứng giữa để làm thay đổi hướng đi của các sự kiện. Cái kế hoạch của Satan là dẫn toàn bộ mọi dân, mọi nước vào quả ngục. Nhưng bởi quyền năng của sự cầu thai, chúng ta sẽ thay đổi dòng chảy lịch sử. Những người lẽ ra vào quả ngục sẽ được cứu. Cũng vậy, hướng đi của các sự kiện sẽ không ngừng thay đổi nhờ những người cầu thai mạnh mẽ. Khi chúng ta cầu thai á, là ma quỷ nó không thể nào đụng vào cái người mà nó có thể đùa họ xuống địa ngục được. Cái nghĩa thứ hai đó là cầu thai có nghĩa là đứng giữa lằn ranh. Đức Chúa Trời kêu gọi người hầu vị Chúa phải đứng giữa ma quỷ và dân sự. Đây chính là điều mà người chăn hay là lãnh đạo cần phải làm. Có nghĩa là sư tử báo nó đến nó tấn công bầy chiên, anh chị em là người gì? Nhảy ra và binh vực bầy chiên và chống trả lại với báo và sư tử. Như vậy thì cầu thai có nghĩa là đứng giữa lằn ranh. Giống như là một người đã phạm tội, họ đang hứng chịu cái hậu quả của tội lỗi, nhưng có một người đứng giữa cái lằn ranh của cái sự hình phạt đó. Một bên đó là cái cơn giận của Chúa, một bên đó là một cái tội nhân bị hình phạt. Một người đứng giữa cái lằn ranh là đứng giữa hai người như vậy và khẩn cầu xin Chúa chậm giận giàu ơn, xin Chúa thương xót và tha thứ cho người này để người này không có bị ảnh hưởng trong cái sự hình phạt. Như vậy thì cái người cầu thai nó có nghĩa là đứng giữa lằn ranh. Ê-xê-chiên đoạn 22 câu số 30 có nói rất rõ đó: ta tìm một người trong chúng nó để xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó. Nhưng ta chẳng tìm được một ai. Như vậy thì cầu thai họ trở thành cái nhân vật ngăn cản Satan và các quỷ của nó. Các giáo sĩ ngày hôm nay họ hiện diện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Họ là những người đi kéo lôi những linh hồn hư mất vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là người được kêu gọi, là người lãnh đạo, là người hầu vị Chúa, và chúng ta cần phải cầu thai cho những cái người hầu vị Chúa khác nữa. Nếu chúng ta không có cầu thai thì cái thế lực của ác linh đó, nó sẽ mạnh và nó có cơ hội để nó tấn công anh chị em chúng ta. Và khi chúng ta cầu thai đó thì cái sức mạnh của linh đó, ác linh đó, nó sẽ mất đi, nó bị suy đi, và cái quyền năng sức mạnh của Chúa sẽ được có cơ hội được bày tỏ tại đó.
đơn giản là giống như là một cái vùng đất đó, một cái vùng đất đó nó đầy dẫy cái kẻ thù. Cái sự cầu thai của anh em đó, muốn ta chinh phục cái vùng đất đó, muốn chinh phục kẻ thù đó thì chúng ta phải bỏ bom hay là bắn những cái đạn cối luôn. Bỏ bom hay bắn đạn cối có nghĩa là chúng ta đang cầu thai trước, rồi sau đó chúng ta mới đổ quân vô. Đổ quân có nghĩa là gì? Đó là chúng ta đang đi vô đi truyền giáo, đi nói về Chúa cho họ. Chúng ta sẽ nói về những cái lý do mà mục sư cần cầu thai. Những lý do mà mục sư cần cầu thai. Khi chúng ta hiểu được sự cầu thai là gì, chúng ta sẽ không bao giờ ngừng cầu nguyện cho người hầu vị Chúa. Sự tồn tại của những người hầu vị Chúa ở trên đất này luôn bị đe dọa. Mặc dù chúng ta không có nhận ra, nhưng chúng ta thật sự đang gặp nguy hiểm. Sự cầu thai xuất hiện cho một cái hàng rào trắng giữa chúng ta, bảo vệ chúng ta trước những cái mối nguy hiểm. Đôi khi chúng ta dễ bị tấn công mà chúng ta không hề biết. Chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta cầu thai có nghĩa là chúng ta xen vào, cản trở hoặc làm trung gian hòa giải. Sự cầu thai đó là xen vào giữa để tác động lên cái dòng sự kiện. Người cầu thai là người đứng giữa cái lằn ranh. Sứ đồ Phaolô ông liệt kê những cái mối nguy hiểm mà ông phải trải qua khi hầu vị Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu số 29. Đây là nguyên một đoạn kinh thánh nói về những cái sự đau khổ mà Phaolô là người hầu vị Chúa ông gặp. Họ là những đệ tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như một người điên. Tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể. Nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi. Mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. 1 đêm 1 ngày trôi dạt trên biển trong nhiều cuộc hành trình. Gặp nguy hiểm trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài quan mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét, mướt, trần chuồng. Chưa kể những cái việc khác, hàng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như đun như đốt sao? Cô tôi tính gì? Đoạn 11 từ câu 23 đến câu 29. Xét theo cái phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy Phaolô ông liệt kê 20 cái hiểm họa và ông đối mặt. Chúng ta sẽ nói về 20 cái hiểm họa này. Thứ nhất, đó là chịu khó nhọc nhiều hơn. Chịu khó nhọc nhiều hơn có nghĩa là người hầu vị Chúa có những lúc làm việc nhiều giờ liền, không có thời gian đi nghỉ. Và đây điều này tôi đã từng kinh nghiệm. Nhiều khi đi dạy xong rồi, mới vừa dạy xong chuẩn bị uống nước, đó là anh em bu lại để cầu nguyện giải cứu cho họ. Và ta thật sự anh em đó, nó khi mình dạy xong mình cũng cần phải có chỗ mình nghỉ, mình chưa kịp nghỉ thì anh em mình họ nhờ mình cầu nguyện, mà họ kể ra những cái nhu cầu của họ khốn khổ quá, thế mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện người này chưa xong tới người khác, nó kéo dài hết gần cả chục người, rồi xong chưa thời gian nghỉ ngơi nằm được chút xíu, bắt đầu trở tới giờ dạy tiếp. Và có những lúc anh chị em có lúc phải cầu nguyện cho họ 1-2 giờ sáng anh chị em, chứ không phải là tại vì họ nhiều quá.
Người hầu việc Chúa đôi lúc phải chịu nhiều khó nhọc. Số 2 đó là đòn vọt vô kể. Có nghĩa là những cái sự đau đớn không chịu nổi ở trên cơ thể. Apollo thì ông bị đánh đòn. Nhưng chúng ta là người hầu việc Chúa có thể bị những cái đòn roi. Nó không phải là giống như Phao-lô, nhưng có những người học vị Chúa cũng bị đánh đòn bởi những cái người chống nghịch lại. Chúa cho chúng ta ngày hôm nay thì người học vị Chúa đó không có bị đòn ít lắm, nhưng mà chúng ta bị cái dạng khác. Nó có nghĩa là những cái ảnh hưởng về sức khỏe hay là bệnh tật kia. Số 3 đó là tù tội nhiều hơn. Cái từ tù tội đây là bị quấy gầy, bị quấy gối trong cái đời sống hầu vị Chúa. Chúng ta ngày hôm nay hầu vị Chúa thì không có bị tù, nhưng mà có nhiều nơi họ đang đối diện những cái sự quấy khóa đó. Số 4 đó là sức bỏ mạng. Đó là cái trải nghiệm cận kề cái chết. Số 5 đó là thiếu một đôi đầy 40. Đó là sự tấn công nhằm vào đời sống cá nhân. Có những người là họ hù dọa, họ đòi tiêu diệt chúng ta. Số 6 đó là bị đòn, là bị ném vào, ném rác vào người. Đây là hình thức mà người ta khinh miệt chúng ta. Người ta vứt rác vào người, hoặc là người ta sỉ nhục người ta, chúng ta người ta làm đủ trò hết. Số 7 đó là mỗi lần một lần bị ném đá. Đó là bị đám đông tấn công và bị chính quyền căm ghét. Có những người họ học vị Chúa đó, họ bị nhiều người họ quay quanh và họ tấn công xua đuổi nhau. Số 8 là 3 lần đắm tàu. Có nghĩa là khi chúng ta đi hầu vị Chúa, đến lúc chúng ta gặp những cái tai họa liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ, tàu hỏa, máy bay này kia đó, đó là những cái lần có thể bị ảnh hưởng. Trôi dạt trên biển đó là nguy cơ chết đuối. Số 10 là nhiều cuộc hành trình, đó là hiểm họa trong việc đi lại hoặc là tai nạn. Số 11 là nguy hiểm trên biển, là hiểm họa từ việc ăn uống những cái thứ chưa bao giờ ăn. Khi chúng ta hầu vị Chúa đó, chúng ta đôi lúc phải ăn những thức ăn mà mình chưa bao giờ đưa vào bao tử của miệng mình nào. Đôi lúc nó làm chúng ta bị chọc bụng, làm chúng ta bị khó chịu nữa. Nguy với dậm trộm cướp. Có nghĩa là đôi lúc chúng ta hầu vị Chúa đó, đến những vùng đất, đến những cái nơi mà kẻ trộm, kẻ cướp phá này kia đó, nó có thể trắng lột chúng ta. Anh em có lần tôi qua bên một cái hội thánh ở Malaysia, ông mục sư đó ông không có ở đó, ông trước khi đi ông nhắn nhủ tôi là ở lại để cầu nguyện cũng như là giải cứu cho mấy đứa đấy. Ông nói rằng đi thì có đứa nào mới đến nhà đừng cho nó ở và đừng cho nó mượn đồ nữa. Mà anh xem mới, ông mới vừa đi ra ngày thứ nhất, ngày thứ hai, tự nhiên bé kia nó dắt bạn đến, nó nói là nghe anh trai của nó cho nó ở đêm. Nó ở đêm anh em, sáng thức dậy nó trốn đâu đời nào, nó lấy vì tính một số đồ bỏ đi luôn. Mà một sư kia ông đi khỏi nhà, ông dặn tôi là đừng có tiếp đứa nào vậy nha. Vậy cuối cùng tôi là người bị mệt anh xem. Qua cái hai ba ngày sau á, bắt đầu tôi cầu nguyện, anh em cầu nguyện xin Chúa khiến cho nó trả đồ lại. Rồi cuối cùng là cái máy vi tính của ông nó cũng cũ rồi, nó cũng không bán buôn gì được, cái đầu nó trả lại. Bởi vì nhiều khi anh chị em biết đi học vị Chúa ở trong nhà thờ, nhiều khi anh chị em phải cẩn thận lý do tại sao tôi phải làm cái nhà thờ và tôi phải làm tường cao gì, tại vì đây không có ai ngủ chứ. Và cộng thế phải khóa cửa lại. Rồi chính chỗ đó nhiều khi anh em là đến đây nhiều khi chìa khóa này kia đó là có người nhớ người không.
Tại vì ở đây là phần lớn là không ai ngủ chứ, là nguyên đêm là để luôn gì đấy. Rồi tính tới đó là đòi hỏi khóa cẩn thận. Anh em biết có lần nhà cái bên mình chút xíu là họ bị mất 4 cây mai luôn, mai trồng dựng nhà trộm vô lấy. Lấy rồi đem qua đây nó bẻ những nhánh này nè. Nhánh mai này còn để đó luôn. Rồi bên đó người ta nói kêu mình mở cái camera lên xem coi nó có ăn trộm thấy nó không. Nhưng vì cứ gần mấy lâu quá thì họ mới gặp tôi, nó đâu còn giữ được cái dữ liệu. Chúng ta cầu thai để chi? Để Chúa gìn giữ bảo vệ cái cơ sở vật chất nhà Chúa. Anh chị em biết có nhiều cái nhà thờ ở trên thế giới ngày hôm nay có nhiều nơi là bị trộm cắp, chẳng những là bị tai họa là họ đô họ vô đốt nhà thờ. Mới một cái nhà thờ ở bên Mỹ thôi, là nhà thờ của Việt Nam đó anh chị em. Đang nhóm như vậy thì có một cái người theo một cái số người mà Antifa này kia đó, rồi họ đô họ đốt cái nhà thờ luôn. Rồi nguy ở trong thành phố. Tại sao thành phố mà hơi bị nguy? Tại vì ở đây có nhiều loại, có nhiều gái mại dâm nè, nhiều cái tụ điểm ăn chơi sa đọ nè, nạn cướp giật nè. Nhiều khi anh chị em đi vô thành phố gặp những loại gái đó, những cái loại người mà đòi bại như vậy đó, họ sẽ hành hung mình hoặc là cám dỗ mình. 14 đó là nguy ngoài quan mạc, là có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi chúng ta đi đến những cái vùng đất mà không phải là quê hương của mình, là những quốc gia khác. Nguy trên biển cả, đó là những cái lúc mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi chúng ta di chuyển thường xuyên. Người đi hầu vị Chúa là thường xuyên đi lại đó, di chuyển thường xuyên đó. Số 16 là nguy với những cái kẻ giả danh là anh em. Họ là gián điệp ở trong hội thánh, họ là kẻ bắt chung, họ là kẻ bước vào hội thánh để tìm cách để phá hủy. Đó là chúng ta có thể gặp những cái sự trường hợp là những loại người giả dối. Chịu đói, có những lúc anh chị em không có tiền mua thức ăn nữa. Chịu khát, không có tiền mua nước uống luôn anh chị em. Nhiều khi trong túi không có đồng bạc nữa, hầu vị Chúa có những lúc không có thức ăn, không có đồ uống luôn. Tôi thật sự anh em có những lúc tôi cũng gặp vậy. Nhiều khi mở cái bóp ra không còn bạc nào chứ, mà trong cái đó đường còn rất là xa. Và tôi không phải tôi kêu anh em để anh em dâng tiền cho tôi đâu, tôi không cần. Nhưng dĩ nhiên nếu anh em chúc phước cho khi mình những cái chuyến đi như vậy thì nó quá được phước hạnh đi. Ví dụ như tôi đi huấn luyện ở Cà Mau á, từ đây xuống Cà Mau huấn luyện, tôi xuống dưới tôi nhìn thấy anh em họ còn khó khăn quá. Huấn luyện xong rồi mấy ngày cầu nguyện giải cứu cho họ xong, đi về họ chúc phước cho tiền xe tôi về, tôi không lấy luôn, tôi dắt lại luôn. Tôi chỉ đủ cái tiền xe tôi về tới nhà. Nó thật anh em, về tới nhà rồi tôi xuống xe rồi tôi không có tiền mà đi xe ôm vô nữa. Chứ đừng có nói mà nó sạc tính đổi như vậy anh chị em, mà dọc đường mà nó tôi không biết thì sao á. Nếu mà đi xe mà lỡ mà có xì vỏ xe thì không biết nói sao. Nhưng mà mình mua vé xe sẵn rồi, đủ rồi. Và khi chúng ta đi hầu vị Chúa như vậy, chúng ta cũng đôi lúc gặp những cái sự khó khăn, thiếu thốn. Suốt cả cái tiếp đó là bị chịu rét mướt, nguy với nguy cơ trong cơ thể, có nghĩa là có thể bị nhiễm trùng nè, bị lạnh nhiệt độ, bị lạnh nè. 20 nó bị trần truồng, có những lúc không có quần áo mặc, không có áo lạnh, vân vân. Tôi từng kinh nghiệm rồi anh chị em. Tôi đến một cái trung tâm đó, tôi ở đó rồi sáng thức dậy xong rồi tôi không còn quần áo gì hết. Có một thằng hồi đó hồi tối nó bỏ nó đi rồi nó lấy đồ tôi đi luôn. Nói sao giờ? Bởi vì anh em hầu việc Chúa đó thì chúng ta đừng lấy làm lạ. Ông Phaolô cũng đã trải qua cái bước đường hầu vị Chúa, ông gặp nhiều cái nguy hại gì. Đó là những cái lý do mà chúng ta, đặc biệt là người hầu vị Chúa, cần phải cầu thai cho nhau. Cầu thai để chúng ta đánh bại cái quy luật
thoái hóa ở trong hội thánh. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 2 câu số 21: Còn ta đã trồng ngươi là một cây nho tuyển từ giống nho thừng chủng, nhưng sao ngươi lại thoái hóa thành cây nho quan tạp? Đây là lời tiên tri của Giê-rê-mi, và Chúa dùng ông nói với cái dân Israel. Ông nói rằng là ta đã trồng một cái cây nho tuyển, chứ nói dân Israel là cái gì, tiên dân. Nhưng mà khi trồng thời gian sau, tự nhiên nó không phải là cây thuần chủng nên là cây tạp, tự nhiên nó thay đổi. Anh chị em có gặp trồng cây gì không? Người ta nói với mình là ờ đây là cây tốt, là cây thuần chủng, là cuối cùng về trồng nó là cái cây gì á. Anh em biết rằng cho dù chúng ta thích hay không thích, cái luật thoái hóa nó vẫn đang hoạt động ở trên đất này. Cái từ thoái hóa ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ một cái gì đó tốt người nó trở thành tệ, nó xấu đi. Cũng giống như con người chúng ta là càng lớn tuổi chừng nào càng gì? Lão quá đi. Nói là gì? Giống như anh em mua chiếc xe. Lúc đầu mua chiếc xe chạy nó rất là đẹp, nó rất là tốt, nhưng mà chừng 5 năm, 10 năm là nó bị hao mòn, nó hư và chúng ta có thể vứt bỏ nó. Đó là thoái hóa là như vậy. Có nghĩa là nó là một cái dần dần nó xuống cấp do cái tình trạng của nó không thể nào nó có thể tốt hơn được, nhưng mà nó lại tệ hơn. Hội thánh cũng không có khác biệt gì. Tất cả những cái hội thánh hoặc là có nhiều nơi nó lại có một cái luật đó. Chính vì đó chúng ta cần phải cầu nguyện để chi? Để cho hội thánh bước vào trong giai đoạn tốt hơn chứ không phải là tệ hơn. Cho nên Kinh Thánh cũng khuyên dạy người chăn, đặc biệt là những người lãnh đạo, phải làm mới mình. Nếu anh em hầu vị Chúa mà anh em không có chịu làm mới mình thì anh em sẽ rơi vào cái lực gọi là lực thoái hóa này. Hội thánh lúc đầu nhóm rất là mạnh mẽ, kiêng ăn, cầu nguyện, học Kinh Thánh hay làm mọi sự rất là tốt. Nhưng được 5 năm, 3 năm tự nhiên nó suy sụp rồi, nó yếu lên, nó không còn gì hết, rồi tự nhiên nó mất dần, cuối hội thánh không còn gì. Đó là luật thoái hóa đó. Cái luật thoái hóa này nó sẽ hành động ở trong hội thánh và tín hữu, thậm chí luôn cả trên cái chức vụ của mục sư. Vì thế chúng ta cần phải cầu thay để cho các tín hữu họ giữ cái lòng sốt sắng và được thay đổi, được lớn lên, chứ không có trở nên một cái dạng là ù lì. Cơ đốc nhân có đời sống cầu nguyện, lực thoái hóa nó sẽ dừng hoạt động lại. Sự cầu nguyện và sự cầu thay khiến cho cái lực thoái hóa trong hội thánh nó phải dừng lại. Và thậm chí cái sự cầu thay của anh em cầu nguyện liên tục của chúng ta, nó sẽ làm cho cái thân thể của Chúa sẽ được mới lên, được mới lại nữa. Nếu hội thánh nó không có sự cầu nguyện thì hội thánh chắc chắn nó sẽ rơi vào cái lực thoái hóa đó anh chị. Chúa muốn chúng ta hãy trỗi dậy, hãy mạnh mẽ và hãy cầu nguyện. Người tin Chúa, đặc biệt là người mới thì họ rất là sốt sắng, họ làm chứng và rao giảng lời Chúa. Nhưng một thời gian sau đó thì tự nhiên biến mất, họ không nói gì chân. Họ không nói chuyện về Chúa cho ai nghe, họ không muốn nói nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là cái luật thoái hóa đó. Chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và cầu nguyện để đánh bại cái luật này, để cái luật này nó không có làm cho hội thánh của Chúa bị mất dần, yếu dần, yếu dần. Bây giờ chúng ta thấy khi bước vào hội thánh mà chúng ta đến hội thánh nào mà họ cầu nguyện thường xuyên. Tôi đến một số hội thánh, những cái trung tâm anh chị em biết đó, là họ thường cầu nguyện thường. Sáng họ cầu nguyện, tối là họ cầu nguyện anh chị. Chủ nhật là họ nhóm hai buổi vậy, sáng rồi tối, sáng rồi tối. Họ
giống như là họ xem cái sự thờ phượng hay là cầu nguyện đó là một cái lối sống hàng ngày của họ. Nhưng mà tại vì cái chỗ của họ là có những người họ ở đó luôn. Còn đối với chúng ta thì không có ở. Nhưng đó thì chúng ta cũng nên cố gắng cậy ơn Chúa và sắp xếp cái thời gian để duy trì cái sự cầu nguyện thường xuyên hơn. Và ở nhà anh chị em cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có cái duy trì cái mối, cái duy trì cái sự thờ phượng Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện cá nhân của chúng ta với Chúa cho nó tốt. Nếu anh em mà không có cầu nguyện thì anh em sẽ để cho cái lực thôi qua này đến cho gia đình của mình, và làm chúng ta đi hầu vị Chúa giống như là cái xác không hồn vậy, cũng đi gì có đi vậy đó, nhưng mà nó không có kết quả chứ. Rồi, sự cầu thai đánh bại cái lực thế gian. Dân Nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu số 17. Thánh Chúa nói chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như là dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về sự cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thế gian trong ảnh hưởng mạnh mẽ trên hội thánh. Có nhiều hội thánh ngày hôm nay bị đồng hóa ở trong thế gian và trở nên trần tục. Theo vì hội thánh được Chúa chọn lọc đem những người thế gian vào trong hội thánh, và Chúa mua chuộc họ và cho họ trở thành hạt muối của đất. Nhưng khi hội thánh không để uy vận của Chúa ở trong lòng, họ để hội thánh bị mắc mặn đi. Bắt đầu hội thánh đồng quá với những cái chương trình, những cái tiết mục và những cái công việc ở thế gian. Hội thánh mới tập trung vào những cái chuyện thuộc về thế gian thôi, chứ không có tập trung về vấn đề thuộc linh. Thí dụ như gì? Hội thánh tập trung vào những công việc thế gian là sao? Theo gì hội thánh á, là đi làm chứng nhân, đi cầu nguyện, hoặc là đi dạy đạo, hoặc là giữ cái sự thờ phượng Chúa, thì hội thánh chỉ tập trung với vấn đề những cái chuyện chỉ lo về giống như người thế gian họ làm như vậy. Người ta vui chơi thì mình cũng thích vui chơi, có nghĩa là hội thánh cứ tập trung vào những cái chuyện đi chơi, đi giao lưu. Và chúng ta lại bê nguyên si những cái câu lạc bộ hay là những cái hình thức ở bên ngoài á, đem về và chúng ta gán ghép vào trong hội thánh, và nó làm cho hội thánh nó không có phát triển, không có cái sự tôn nghiêm, không có sự tôn kính, mà nó ngược lại làm cho hội thánh tồi tệ hơn. Và chúng ta thấy có nhiều người để tinh thần của thế gian nó ảnh hưởng. Đó là khi nhân sự của Chúa đó bắt đầu tập chú vào những cái chuyện gọi là kiếm tiền. Họ dành nhiều thời gian để họ kiếm tiền. Họ nói rằng tôi kiếm tiền để tôi hầu vị Chúa, hoặc là họ nói tôi kiếm tiền để dâng cho Chúa. Nói thật anh em, Đức Chúa Trời mà ban phước cho anh em rồi đó, thì anh em làm những cái chuyện bình thường ở trong cuộc sống hàng ngày, Đức Chúa Trời cũng chúc phước cho anh em để anh em có tiền để làm việc Chúa. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là người hầu vị Chúa và anh em thấy sắc rõ rằng tôi không có sự kêu gọi đi làm kinh doanh hoặc là đi làm ăn kinh tế, thì anh em hãy biệt mình ra để đi làm công việc Chúa. Nếu anh em nghĩ rằng là tôi vừa đi hầu vị Chúa mà vừa đi làm, và Chúa đã kêu gọi tôi hầu vị Chúa rồi, tôi vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền, sớm muộn người anh em cũng đổ nợ mặc nợ thôi, không được gì hết. Còn nếu Chúa đã kêu gọi anh em làm kinh tế rồi đó, anh em nên giữ đời sống tinh kính để cái cách mà làm kinh tế của anh em không bị băm hoại giống như thế gian. Tại vì làm kinh tế là anh em phải tham nhũng, làm kinh tế phải hối lộ, làm kinh tế là phải làm gì, dối trá, phải lừa đảo. Tôi bảo đảm anh em, nếu mà làm kinh tế là chắc chắn 100% nó sẽ dính vào vấn đề đó.
làm kinh tế lớn nghe, chứ còn làm như anh em đây là nuôi cá, nuôi gà, nuôi heo thì cái chuyện này chứ có vấn đề hối lộ ai. Nhưng mà tôi để ý, tôi thấy rất nhiều người khi họ làm mục sư rồi, bây giờ họ lại gãy ngang ra và họ đi làm ăn, rồi cuối cùng rồi là không được gì hết. Như vậy chúng ta thấy rằng có một cái dạng, đó là cái luật thế gian nó đang gì, nó đang ảnh hưởng ở trong hội thánh. Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 4 câu số 10 nói rằng vì đê ma do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. Đê ma do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. Đê ma là một trong những cái sứ đồ, là một trong những người hầu vị Chúa, nhưng một thời gian sau bắt đầu là ông đã mê tiền bạc, cái ông bỏ chức vụ luôn, rồi cuối cùng không được gì hết. Đó là luật thế gian, sự cầu thai để thắng được cái luật đó. Số 3, cầu thai để đánh bại cái luật của xác thịt. Roma đoạn 7 câu 18, luật xác thịt. Con người chúng ta đang sống trong xác thịt, nhưng chúng ta không có tập chú vào xác thịt. Chúng ta chỉ tập chú và sống cho Thánh Linh mà thôi. Nhưng những người xác thịt nó luôn luôn lôi kéo chúng ta vào cái đời sống cũ trở lại. Ông Phaolô nói rằng vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không khả năng để làm. Chúng ta thấy ngay cả sứ đồ Phaolô còn không để lòng tin cậy vào xác thịt. Xác thịt sẵn sàng đưa chúng ta đi thẳng xuống quặng. Xác thịt chống lại cái sự phát triển ở trong hội thánh, chống lại từng cuộc đời một, thậm chí nó chống lại cái tiến trình nên thánh của anh chị em. Xác thịt nó khiến cho tín hữu mong ước có những điều trái lẽ và hành động sai lầm. Xác thịt làm cho tín hữu làm biến. Và chúng ta thấy rất nhiều ngày người con cái Chúa ngày hôm nay đến ngày Chủ nhật chỉ đến cái hội thánh để thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật thôi. Sau đó họ về nhà thì họ làm tất cả những công việc của gia đình họ thôi, chứ họ không có dự phần vào công việc hội thánh. Họ xem việc hội thánh giống như là việc xa lạ đó với họ như vậy á. Họ không có chút xíu nào quan tâm việc nhà Chúa chứ. Cái điều đó là cái gì không? Đó là cái luồng xác thịt nó đang gì? Nó đang hình thành ở trong hội thánh. Anh em nghĩ thí dụ hội thánh có 50 người. Số người mà có thể kêu gọi họ dự phần công việc hội thánh mà sống sẵn ra, tôi bảo anh em tám mình chỉ có 10 người thôi. Còn 40 người kia họ đang đi đâu? Họ chỉ nhóm ngày Chủ nhật thôi. Mà thậm chí nhóm ngày Chủ nhật là đi trễ mà lại về sớm. Họ giữ lễ thôi. Nhưng mà chỉ có 10 người thật sự là sốt sắng được thay đổi. Và trong 10 người đó chỉ có vài người gọi là họ tận hiến luôn á. Nhưng mà tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta là những người hầu vị Chúa đó, và điểm chúng ta thờ phượng Chúa là ai cũng có làm việc được Chúa hết á, chứ không phải là bỏ lại. Nếu mà số người xác thịt ở trong hội thánh nó quá nhiều, nó sẽ đưa đến một cái luật, đó là luật xác thịt. Như vậy chúng ta cần phải cầu thai để gì? Để đánh bại cái luật đó, để anh em trong hội thánh ai cũng có thể dự phần được. Dù người có khả năng này hay là không có khả năng này, có khả năng khác, tất cả chúng ta ai cũng có thể dự phần của việc Chúa. Quy luật xác thịt nó cũng làm cho người ta sanh ra bệnh tật lên trên. Tại vì người ta lười biếng quá, bệnh tật.
hoặc là người ta làm những công việc mà nó mang tính chất là cho tư dục xác thịt của họ không á, nó cũng sẽ danh bệnh tật. Và chúng ta cầu nguyện Chúa để cho Chúa làm cho cái sự băng hoại đó phải chấm dứt. Rồi kế tiếp, cầu thay đánh bại cái lực tự nhiên. Tự nhiên đó là cái gì? Ví dụ trời nắng quá, mưa nhiều quá, bão lũ, thấy không? Động đất, bão tố, vân vân, thì đó những cái thứ đó là gọi là tự nhiên thôi. Mà trong khi đó Chúa Giêsu khi Ngài thi hành chức vụ đó thì Ngài cũng vài lần đi và gặp bão. Khi Chúa Giêsu gặp bão và các môn đệ của Chúa, Chúa Giêsu làm gì? Ngài ra lệnh bão phải dừng lại. Thì khi Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy đó, cơn bão dừng lại, đó là quyền năng của Chúa hay lời cầu nguyện Chúa can thiệp vào cái trật tự của tự nhiên này nè, thay đổi đó. Rồi có một lần là đám tang của cô Tám đẹp đó. Tôi đã chứng kiến cái khi làm lễ tang xong ấy, các mục sư đến cầu nguyện, anh em đến cầu nguyện. Và cái giờ mà làm đám tang anh em biết mưa lớn khủng khiếp lắm. Và cái giờ mà di chuyển cái hòm ra khỏi nhà để đến cái chỗ phòng mộ á, chỉ còn có mấy phút nữa thôi. Mà mưa nó xuống nghe, mưa mà nó làm nghe gần luôn, nước ngập mênh mông rồi được. Rồi mấy người đến dự lễ tang, mấy cái người dân ngoại đó, họ đứng họ dòm, họ nói là coi mấy ông này làm gì. Và giống như họ muốn, giống như là họ muốn coi thường, coi nhỏ mình nha anh chị. Cái ngay cái giờ mà chuẩn bị di quan, cái đầu cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa ngài can thiệp. Mà cái bữa đó là ông sư Hạnh, ông làm cái lễ cầu nguyện anh em. Mà anh em biết tự nhiên mưa nó dừng lại hẳn luôn anh chị em, không có một hạt giặt giọt mưa từ ở trên trời mà rớt xuống luôn, nhưng mà chỉ có mưa, chỉ có những giọt nước từ trên lá cây rớt xuống thôi. Còn nghĩa mọi người mà chốn mắt nhìn anh, tôi thấy tôi cũng giật mình. Sau khi kinh hồn ra xong, chôn cắt rồi xong rồi đó, rồi mưa lâm râm trở lại. Và chúng ta thấy rằng là Chúa phải khiến như vậy. Đó là gì không? Đó là khi chúng ta cầu nguyện cầu thai đó, thì Chúa sẽ đánh bại cái lực tự nhiên đó, can thiệp cái lực đó. Cầu thai đánh bại cái lực nhân văn. Cái lực nhân văn là cái gì? Thật sự cái từ cái lực nhân văn chính là cái bản chất của con người. Ở đây chúng ta sẽ đối phó với hai cái lĩnh vực chính. Thứ nhất là cái bản chất của con người, và thứ hai là cái sai lầm của con người. Ở trong văn đoạn 2 từ câu 24 đến câu 25. Nhưng Đức Chúa Giêsu không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người. Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người. Ai cũng biết cái bản chất của con người là bất nghĩa, không tha thứ nè, gian ác nè. Chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa, ngay cả cái thế giới ngoài kia đang diễn ra những cái cuộc chiến tranh thực sự. Sự gian ác trong bản chất của con người hiện rõ đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Cái bằng chứng của sự gian ác đó là cái gì? Đó là cái sự diệt chủng nè, chết chóc nè, hung bạo nè. Cái mức độ xấu xa bên trong con người không thể đo lường được. Một khi cái làn sóng đó trỗi lên chống nghịch với Đấng Christ, những phép lạ của Ngài không còn ý nghĩa gì nhiều nữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chỉ trong vòng một thời gian 48 giờ thôi thì họ đã giết Chúa rồi. Khi họ bắt Ngài để chống lại cái làn sóng của những con người bất nghĩa và không tha thứ xuất hiện trong chức vụ, chúng ta cần phải cầu thai.
Thí dụ như ngày hôm nay anh chị em đi rao giảng tin lành đi, mà chung quanh chúng ta toàn là những người không biết Chúa, họ bắt bớ chúng ta, họ sỉ nhục chúng ta, họ đánh chúng ta, và thậm chí rồi họ lại giết chúng ta nữa. Mà khi họ bắt bớ, họ giết chúng ta thì họ nói câu đó, đó là lực nhân dân ở đây đó, nhân văn ở đây đó. Tại sao vậy? Tại vì cái chuyện họ làm gì đẹp lòng họ, vừa lòng họ, và mọi người ở đây ai cũng thích hết chứ. Họ mới cho cái đó là lực nhân văn. Thật sự cái từ mà cái lực nhân văn ở đây đó, đó là một cái tiếng tốt, nhưng mà nó lại một cái gì đó, nó xa rời, nhưng mà xa rời Kinh Thánh, nó không giống gì Kinh Thánh chứ, nhưng nó chỉ là vừa lòng con người thế gian thôi. Tại vì cái bản chất nó là con người, nó xuất phát từ cái bản chất con người và cái sai lầm của con người. Sai lầm con người thường là nguyên nhân gây ra thảm họa cho loài người. Ví dụ như những cái trận hỏa hoạn, hay là những cái chiếc tàu lớn chở người bị chìm, để ngăn không cho những cái lỗi lầm con người tiêu diệt chúng ta thì chúng ta phải cầu thay. Anh chị em biết rằng có những cái bác sĩ, chúng ta đừng có nghĩ bác sĩ mà không có sai lầm nha. Anh chị em nghĩ bác sĩ có sai lầm không? Bỏ cái kéo là thật sự quá đáng, nhưng mà phần lớn họ bỏ cục bông gòn, bỏ quên trong trống là nhiều. Thời gian sau tự nhiên bỏ lại còn cục bông gòn trống. Bởi vì sự cầu thai của chúng ta đó, để chúng ta sẽ đánh bại cái lực đó của con người. Và chúng ta thấy tôi và anh chị em không phải chỉ dừng lại trong sự cầu thai đánh bại cái lực này, và chúng ta còn cầu phải đánh bại cái lực nữa, đó là đánh bại cái lực của ma quỷ. Tại vì có những điều ma quỷ được phép làm. Nhưng sự cầu thai của chúng ta sẽ đánh bại cái lực của nó. Cái lực của ma quỷ dạy rằng có ma quỷ ở ngoài kia. Ma quỷ là những cái tai sai của nó đang tích cực chống lại cuộc đời. Nhưng mà đó là người ta nói. Tôi và anh chị em cần phải cầu thai để gì? Để cái gì mà gọi là cái luật của nó phải bị bẻ gãy, phải bị chấm dứt. Còn Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ nó được quyền cắn gốc chân con người, phải không? Trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký nói rằng là người đàn bà sẽ giày đạp đầu con rắn, và con rắn nó cắn gốc chân người. Và cái câu đó trở thành cái luật đó anh chị em, đó là đạp đầu nó thì nó được quyền trả thù. Và ngày hôm nay á, có nhiều đầy tớ của Chúa, nhiều mục sư, nhiều người dạy dỗ rằng là đừng có đánh nó, chi đánh nó cái chừng nó cắn gốc chân. Rồi thế là nó đưa vào cái lực luôn anh chị em, đó là cái lực mỗi lần mà mình đạp đầu nó mình sợ nó cắn gốc chân. Và có nhiều người không có dám đi đuổi quỷ, không dám đi cầu nguyện giải cứu ai, chân nó sợ nó cắn gốc chân. Họ đã tin như vậy và họ xem đó là luật luôn á. Luật thành văn của lời nó, họ nói ra luôn, họ tin gì đó. Và cái sự cầu nguyện của chúng ta để phá đổ cái lực đó, đó. Và chúng ta không có chấp nhận điều đó. Và ở trong Chúa Giê-xu là gì? Chúng ta giày đạp đầu nó, Kinh Thánh nói đâu? Và nó không làm gì hại chúng ta được. Chứ không phải.
Hãy để luật của Chúa đó, hãy để luật của Chúa đó nó cai trị trên cái luật này, chứ không phải là những cái luật này mà cai trị trên đời sống của chúng ta. Cầu thai để đánh bại cái luật là luật thời gian. Truyền đạo đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 8. Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có kỳ định. Có kỳ sinh, có kỳ chết, có kỳ gieo trồng, có kỳ nhổ hoặc là đã trồng, có kỳ giết chết, có kỳ chữa lành, có kỳ phá đổ, có kỳ xây cất, có kỳ khóc lóc, có kỳ vui cười, có kỳ tan chế, có kỳ chảy máu, có kỳ ném đá, có kỳ gom góp, có kỳ ôm ấp, có kỳ guồng bỏ, có kỳ tìm kiếm, có kỳ đánh mất, có kỳ giữ lại, có kỳ ném đi. Kỳ nhắm ở chân đây luôn. Như vậy thì luật thời gian cho chúng ta mọi thứ đều có cái thời kỳ của nó. Và trong cuộc đời của chúng ta sẽ có kỳ gieo trồng và có kỳ gặt, có kỳ vui sướng cũng có kỳ đau buồn, có kỳ lên cao rồi cũng có kỳ xuống thấp. Nhưng những cái biến cố xảy ra trong đời sống, liệu chúng ta có sống sót qua những cái thời kỳ đó không? Khi cái thời kỳ hưng thịnh đến, liệu chúng ta có sa ngã hay vẫn cứ ở trong Chúa? Có một số người Kinh Thánh nói rằng là có kỳ hưng thịnh rồi có cái kỳ sa ngã. Thôi bây giờ tôi đã hưng thịnh rồi, tôi đang gặp cái sa ngã đây, chắc đang vô cái kỳ đó đó. Rồi tự nhiên mình chấp nhận cái kỳ sa ngã của mình. Không anh chị em, mình phải cầu nguyện, cầu thai để chi? Để chống lại cái luật này. Có một số người anh chị em họ dùng hay dịnh cái đoạn Kinh Thánh này để họ biện minh cho cái sự yếu đuối của họ, hay là cái sự sa ngã, cũng như cái kỳ gọi là họ không muốn hầu vị Chúa nữa. Thí dụ trước đây mấy năm trước họ hầu vị Chúa sống sắng đó, bây giờ họ dừng lại họ không hầu vị Chúa nữa, họ nói sao? Có kỳ. Có kỳ hầu vị Chúa, có kỳ nghỉ ngơi chứ. Thí dụ như họ sống với vợ của họ, hiểu không? Sống với vợ của họ, tự nhiên bây giờ là họ chia tay vợ họ, cái họ lại sống người đàn bà khác. Họ nói câu đi nè: có kỳ ôm ấp, có kỳ cuốn gan. Họ dùng cái đó để họ biện minh cho cái tội lỗi của họ, và họ xem cái chuyện họ làm là đúng anh chị em. Mà tôi nói thật anh chị em, chứ tôi và anh chị em là khi sống với vợ chồng của mình là ôm ấp suốt đời, chứ không phải là lúc ôm lúc ấp và lúc buông. Rồi chúng ta phải đánh bại cái lực bò sát nữa. Hơi lạ ha, lực bò sát là lực gì phải không? Cái từ bò sát đây là rồi rắn đó anh em. Đó là những cái sinh vật cong quẹo, nó lặng lẽ âm thầm, nhưng nó là cái kẻ tấn công một cách bất ngờ. Nó làm chúng ta không thấy được, nhưng nó thể tấn công bất ngờ. Cái từ bò sát ở đây đó đến những cái thứ mà nó có thể gón rén nó tấn công. Nó có thể biết bò, hoặc là có thể nó đi được, nó đi bốn cẳng không có nữa. Đó là cái sự lừa dối, đó là cái thái độ xe chặt, đó là cái sự lờn mặt, đó là những cái thái độ thay đổi ưu tiên. Chúng ta thấy ngày hôm nay rất nhiều hội thánh ở châu Âu và phương Tây đó, họ rơi một cái tình trạng gọi là thoái hóa. Trước đây đó họ là một cái cộng đồng đầy sức sống, sẵn sàng truyền giáo, và họ đem nhiều giáo sĩ đi ra khắp nơi trên thế giới. Nhưng bây giờ khi bước vào trong hội thánh của Chúa của họ, anh chị em biết không, chỉ có những cái hàng ghế đâu mà người đâu hết rồi. Lực bò sát hay là lưng lừa dối đó đã đi vào trong hội thánh, nó ảnh hưởng trên cái tâm trí của những cái tín hữu, và nó làm cho tín hữu bắt đầu trở thành những con người gì, chống nghịch lại với Chúa, lờn mặt với Chúa, và họ rời khỏi nhà thờ.
đó là một cái tình trạng gọi là suy đồi. Đây là cái lực lừa dối đó. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều cái hội thánh ngày hôm nay đang gặp phải. Có nhiều cái nhà thờ họ nhóm rất đông, nhưng mà cũng có rất nhiều nhà thờ họ nhóm không còn ai nhóm. Và chúng ta nhìn thấy nè, cái điểm nhóm nào mà đông đó thì phần lớn cái hội thánh đó nó có sự sống là qua cái sự cầu nguyện của hội thánh, qua lẽ thật đến với hội thánh, qua trong hội thánh nó có dấu kỳ phép lạ người ta mới đến này. Còn cái hội thánh mà không có tổ chức chương trình chứ, họ chỉ tổ chức những cái chương trình giống lại bình thường hoặc là không có tổ chức gì nữa chứ, là ông mục sư ổng là một trong những cái người mà không có cái lẽ thật lời Chúa mà ổng đưa những cái sự giả dối ở ông dạy hội thánh, thì đó là lực bò sát ở trong hội thánh. Và cuối cùng rồi nó mất luôn. Chúng ta cầu thay để cái lực này, hay là kẻ lén lút này, kẻ lừa dối này, nó phải lìa khỏi và nó không thể ảnh hưởng trên dân sự của Chúa được. Cầu thay sẽ đánh bại cái lực ấn định. Lực ấn định là sao? Trong Daniel đoạn 9 câu 24, có 70 tuần lễ đã được định cho dân thịt ngươi và thành thánh ngươi để chấm dứt cái sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác và đem lại sự công chính đời đời, để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm và sức dầu cho nơi thánh. Đã nên ông cầu thay cho dân tộc mình. Ông thay mặt dân sự cầu xin Đức Chúa Trời vận hành. Đột nhiên ông được thiên sứ thăm viếng và cho ông một cái sứ điệp đáng kinh ngạc. Đã nên cố gắng mang đến sự biến đổi tình cảnh của dân sự. Tuy nhiên điều đó không xảy ra như ông muốn. Đã được báo trước rằng luật thánh của thiên đàng ấn định hình phạt 70 tuần cho dân Chúa. Và ông ấy đã không thể làm gì để thay đổi được việc đó. Trong Kinh Thánh có câu: tôi muốn những cái điều đã định đã được định, là những điều đã được ấn định. Đây là cái câu mà Kinh Thánh thường nói: những điều đã được ấn định. Đó là những điều không được thay đổi. Chúng sẽ xảy ra dù chúng ta có cầu nguyện hay không. Cầu thay giúp chúng ta xử lý những cái điều đã được ấn định. Thí dụ như là Chúa có cái ấn định là sẽ khóa hay là sẽ tiêu diệt cái dân thành Ninive. Có nghĩa là dân này nếu mà không ăn năn không bị tiêu diệt. Nhưng mà trước khi Chúa tiêu diệt thì Chúa sẽ làm sao? Tìm kiếm những người cầu nguyện và tìm kiếm những người ăn năn thật. Chúa có sự ấn định là Chúa sẽ hủy diệt thành Sodom, thành Gomorrah. Lúc đó ông Abraham ông khẩn cầu với Chúa, ông xin Chúa cái ân điện huệ là gì? Xin Chúa cho cái thành này, nếu trong thành có 50 người công bình Chúa phán xét không? Chứ đó không, 40 người, 30 người, 20 người biết, còn 10 người. Chứ đó là nếu còn 10 người ta cũng không phán xét. Nhưng mình cớ trong thành không có ai hết. Cái sự cầu thai của chúng ta nó sẽ làm cho cái lực ấn định của Chúa sẽ chậm lại, hoặc là tạm thời dừng lại. Thí dụ chúng ta thấy một cái lực đó là cái lực mặt trời nó xoay quanh đi trái đất này. Giô-sê ông cầu nguyện cái chuyện gì? Cầu nguyện cho mặt trời dừng lại. Và cái lực đó được ấn định đó thấy không? Nó sẽ thay đổi chút xíu thấy không? Thay đổi. Bởi vì ta thấy sự cầu nguyện nó quan trọng lắm anh chị. Thí dụ chúng ta thấy ông Ê-xê-chia đi, ông bị bệnh và có lời tiên tri đến nói ông là gì? Chết. Sau đó ông cầu nguyện của Chúa, khóc than của Chúa. Cái sự cầu nguyện và khóc than của ông á, ông
Tiên tri ông đi gan rồi Chúa nói rằng hãy về, hãy quay trở lại để thấy nó tội nghiệp của anh, cho nó sống thêm 15 năm nữa. Sự công quyền nó thay đổi được cái thời gian anh chị em. Dĩ nhiên nó chết nhưng mà kéo dài được thêm 15 năm nữa. Thà chết đâu chết thắt trong thời điểm đó, sống thêm 15 năm khổ gì đâu. Ông chả làm được chuyện gì cho mà ngược lại ông làm cho ông giống như là người mà là cái người mà bắt tay với kẻ thù. Lực cầu thai sẽ đánh bại cái lực của các vì sao. Các vì sao là sao? Thật sự Kinh Thánh thì không nói rõ về các cái vì sao, nhưng ở trong Matthew thì có nói một cái hiện tượng, đó là cái sự sáng từ một cái vì sao dự báo cho một cái vị cứu tinh sẽ ra đời. Nếu mà nói về các vì sao thì dành cho những người chiêm tinh học hay là những người nó hiểu biết về vấn đề các vị tinh tú á. Giống như là họ có những cái ấn định về những cái vị cứu tinh này hay là cái vị vua kia sắp sửa ra đời hoặc cái điều gì trên thế giới này sắp sửa hiện thành ra đó, thì cái sự cầu nguyện nó sẽ đánh bại những cái mà điều đó. Chúng ta cầu thai để chi? Để chúng ta sống theo lực của Chúa. Mi-chê đoạn 7 câu 18. Lực cầu thai để đập đổ phá hủy tất cả những cái lực hồi nãy giờ chúng ta đã nói. Nhưng mà bây giờ chúng ta cầu thai để lực của Chúa sẽ được ấn định trên đời sống của chúng ta. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại, là sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đời đời, vì Ngài vui thích sự nhân từ. Đức Chúa Trời không vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng Ngài vui lòng khi thấy kẻ dữ trở về ăn năn. Chúng ta thấy tại sao Chúa phải lắng nghe con người cầu thai? Vì Chúa muốn tìm lý do để chọn lòng nhân từ và tránh sự đón phạt. Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài muốn lắng nghe cái lời cầu nguyện của chúng ta để Ngài làm gì? Ngài để có cái lý do để mà thay đổi, Ngài có lý do để mà chúc phước, Ngài có thế do để Ngài bày tỏ chính Ngài ra thôi. Thi Thiên 106 câu số 23. Vì vậy Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ. Nhưng Môi-se là người đã được Chúa chọn, đứng nơi sức mẹ trước mặt Ngài để xin Ngài đừng giận và hủy diệt họ. Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và anh chị em là những người đứng nơi sức mẹ, và chúng ta dũng cảm đứng giữa cái lằn ranh. Một bên là sự đón phạt của Chúa và một bên là dân sự phạm tội. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thay đổi ý muốn của Ngài, Chúa thay đổi cái sự phán xét, sự đũa xả trên những con người tội lỗi, trên những cái quốc gia. Để chi? Để Chúa cứu họ. Chúng ta thấy năm nay ở miền Trung, anh chị em thấy điều gì xảy ra? Bão mà nó xảy ra liên tục. Cơn bão này nó vừa chưa đi dứt đuôi thì cái cơn bão năm sáu cơn bão mà nó lượt gì anh chị em, mà đi thẳng vào cái khúc giữa đâu.
Có nghĩa là người ta chưa có xây, chưa có sửa là cái mái nhà thì bắt đầu nó đón là thêm cơn bão rồi, thậm chí là chưa không có chỗ để ở rồi mà bão mà liên tục vậy. Và đây là một trong những điều mà nó làm cho người dân rất là đau khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện, đó là cái lực tự nhiên đó. Lực tự nhiên là bão lũ đó, ở vùng đó là chuyện tự nhiên, là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta cầu thay để chi không? Để Chúa khiến những cơn bão đó nó phải gì? Theo vậy nó bước vào ở tại Biển Đông rồi nó vô tới cái vùng đất là tự nhiên nó bẻ cái hướng đi chỗ khác. Hoặc là Chúa khiến cơn gió đổi đẩy trở ngược ra. Hoặc là Chúa khiến cho nó hình thành ở ngoài biển rồi nó mất, chứ nó không thể nào vô đất liền được. Cầu nguyện như vậy đó anh chị em, đó là cái sự cầu thay đó. Có một lần tôi nghe một vị đệ tử của Chúa, ông tổ chức một cái buổi truyền giảng lớn. Ông đang tổ chức buổi truyền giảng lớn, mấy chục ngàn người trên sân vận động. Và lúc đó ông cầu nguyện là trời mây mưa kéo đấy. Thì ông cầu nguyện nói rằng là xin mưa hãy tạm dừng lại, vì đây là cái luật mà phải có mưa. Ông không có kêu là ngừng hẳn cơn mưa. Ông xin là xin cơn mưa hãy dừng lại trong khu vực này, tại vì mưa đã được quyền mưa ở tại chung quanh, tại vì cái người dân ở tại đó họ không có mưa. Và anh chị em biết trong cái buổi truyền giảng, trong cái sân vận động là không có bị mưa, nhưng ngoài sân vận động thì mưa. Mà đặc biệt là đó là buổi truyền giảng, anh em mở mạng đó là một sư tinh vô xưa, ông ở đó cầu nguyện, ông nói vậy. Ông đã giải thích rằng là cái thời điểm này là thời điểm của mưa. Ông không có cầu nguyện để mưa không có mưa, tại vì cái lực của mưa phải mưa. Và ông chỉ xin phép đó là cho mưa dừng lại ở trong cái sân vận động thôi. Đó là anh em cầu nguyện gì đặc biệt gì đó chứ. Có những lúc anh em đi đường đi, anh em cầu nguyện sao? Đã mưa quá Chúa, xin Chúa ngày cho con dừng cơn mưa lại. Nhưng mà Chúa khiến sao? Một là anh em đi trước cơn mưa, hai là chúng ta đi sau cơn mưa, để anh em không bị mắc mưa. Nhưng mà mưa nó vẫn có mưa. Chứ đâu có dừng mưa hẳn đâu. Tại vì nếu dừng mưa mà thì anh em ích kỷ ra, chúng ta chỉ muốn cho quyền lợi cho mình thôi. Mưa xuống là có thể gần mấy triệu người họ cần cơn mưa để gì? Mưa cho thấm đất, để cho cây trồng, hoặc là mưa làm cho đất nó tơi xốp để màu mỡ hơn. Anh em kia cầu nguyện có mình nè. Bởi vì khi Chúa sự cầu nguyện chúng ta, Chúa sẽ khiến cho chúng ta làm được những cái điều rất kỳ lạ lắm. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ tạm thời nghỉ xa hơi 10 phút. 10 giờ chúng ta sẽ trở lại. Rồi chúng ta sẽ nói về những cái điều khác hơn.